Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập đăng tường sử dụng nhiều tài khoản Instagram Plus. Để thực hiện chức năng này, các bạn sẽ mở phần mềm Instagram Plus lên, chọn vào tab đăng tường. Tại đây các bạn sẽ thực hiện tải lại danh sách tài khoản của các bạn. Danh sách tài khoản này được đồng bộ từ mục đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Instagram. Sau khi đã thực hiện tải lại danh sách xong, các bạn sẽ thiết lập để đăng tường cho tài khoản của mình. Để đăng tường thì các bạn sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ thiết lập trực tiếp nội dung đăng bài bằng cách thiết lập nội dung. Đối với mục thiết lập nội dung thì các bạn có thể thiết lập dạng spin là nội dung 1 sọc đứng nội dung 2 sọc đứng nội dung 3 để phần mềm tiến hành random một trong các nội dung mà bạn vừa nhập. Sau khi đã thiết lập nội dung thì các bạn tiến hành thiết lập ảnh mà các bạn muốn đăng. Các bạn có thể thực hiện chọn nhiều ảnh. Click Open. Đối với mục đăng bài, nếu như các bạn chọn giả lập thì phần mềm sẽ tiến hành đăng một trong các ảnh mà bạn vừa thực hiện tải lên. Còn đối với mục đăng bằng máy ảo thì phần mềm sẽ đăng một lúc 3 ảnh mà các bạn vừa chọn. Sau khi đã thiết lập nội dung bài viết, các bạn có thể click vào bắt đầu để tiến hành đăng luôn cho tài khoản. Ngoài ra, các bạn có thể click vào mục thêm vào danh sách. Lúc này phần mềm sẽ đồng bộ bài viết của các bạn sang mục nội dung ảnh đã lưu ở bên này. Cách thứ hai để tiến hành đăng bài là các bạn sẽ đăng từ danh sách các bài đã lưu của các bạn bằng cách tích vào đăng bài đã chọn. Tại đây, các bạn có thể thêm từ nhiều ảnh. Import nhiều ảnh thành nhiều bài viết. Nếu như các bạn chọn nhiều ảnh thì mỗi ảnh sẽ thực hiện là một bài viết và chung một nội dung. Click xác nhận. Lúc này phần mềm đã thực hiện import ra thành nhiều bài viết tương ứng với số lượng ảnh mà các bạn đã chọn. Ngoài ra các bạn có thể thực hiện thêm bài viết bằng cách chọn từ profile. Các bạn sẽ click chọn từ profile. Tại đây các bạn có thể lấy bài viết từ link profile hoặc là tìm theo tag hay là tìm theo plug. Đối với link profile thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập Instagram của bạn và tiến hành gán link profile của các bạn muốn lấy bài vào đây. Limit chính là số lượng bài mà các bạn muốn thực hiện lấy. Đây chính là bài ở trong profile mà mình vừa thực hiện lấy bài. Các bạn sẽ click và chọn. Sau khi đã thiết lập nội dung đăng bài, các bạn có thể kích chọn số tài khoản muốn chạy song song cùng một lúc. Hoặc nếu như các bạn chạy nhiều tài khoản, thì các bạn nên sử dụng thêm công cụ đổi IP trong quá trình chạy. Công cụ đổi IP, các bạn sẽ tích vào reset.com để đổi IP trong quá trình chạy.
Sau khi đã thiết lập xong, các bạn sẽ thực hiện chọn trình duyệt muốn đăng bằng giả lập hoặc là máy ảo. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy đối với giả lập trước. Mình sẽ đăng trực tiếp bài mà mình đã thêm nội dung ở đây. Phần mềm đang tiến hành đăng bài. Khi đăng xong thì phần mềm sẽ báo lịch sử chạy ở đây. Các bạn có thể đăng nhập vào Chrome để thực hiện kiểm tra. Đây chính là bài viết mình vừa thực hiện đăng lên với nội dung là test 2 và ảnh đã được chọn. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng đăng bài bằng máy ảo. Sử dụng chọn đăng bài đã chọn. Tại đây các bạn có thể tích vào mục đăng bài đã chọn và tích random. Đối với mục tích đăng bài đã chọn thì phần mềm sẽ đăng hai bài đầu. Còn nếu như các bạn tích vào random thì phần mềm sẽ tiến hành random 2 trong số các bài đã thêm ở phần dưới. Nếu tích xóa bài thì sau khi đăng xong, cái bài đó sẽ tự động xóa đi khỏi danh sách đã chọn. Bây giờ mình sẽ tiến hành click vào bắt đầu. Phần mềm đang tiến hành đăng bài. Phần mềm đã thực hiện xóa đi hai bài chuẩn bị đăng. Đây chính là bài chúng ta vừa thực hiện đăng lên. Thực hiện đăng bài thứ hai. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện đăng tường thành công cho nhiều tài khoản.